bạn, kính chào quý khán giả. Ngày tiếp theo trong cái quá trình hoàn thiện hai cái phòng học cho điểm trường Cô Dì Sen. Hôm nay thì thời tiết lại thay đổi rồi các bạn ạ. Trời lại bắt đầu là mù mịt, sắp sửa mưa đến nơi rồi. Và hiện tại ấy, thì cái con đường mà đi vào đây chở vật liệu ấy cũng đang phải tạm ngưng cái việc chở vật liệu. Bây giờ vẫn là còn một cái phần vật liệu lên để làm nốt cái sân chơi cho các con nữa, và chở thêm vật liệu để sửa những cái đoạn đường bị hỏng trong cái quá trình xây dựng cái điểm trường này. Hôm nay thì các bác thợ sẽ lên lắp cửa và sửa chữa lại những cái vết vỡ, vết sứt sát nó làm xấu công trình trong cái quá trình lập mái. Thì cố gắng là buổi sáng, cố gắng là ngày hôm nay và ngày mai nữa thì sẽ hoàn thiện 100% cái công trình, để các cô giáo sẽ dọn dẹp và trang trí lớp học trước khi tổ chức một cái buổi lễ bàn giao cho thầy trò ở trên Cầu Dề Seng này. Thì sau cái video này thì chúng ta sẽ phải đợi đến cái video bàn giao cái công trình này thì chúng ta mới lại tiếp tục được gặp các thầy cô và các con ở trên này. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng vào công trình để xem cái quá trình, những cái bước hoàn thiện cuối cùng cho cái công trình rất là ý nghĩa và tuyệt vời. Công trình sẽ giúp cho các con và các thầy cô sẽ có một cái môi trường học tập sẽ được kiên cố và ấm áp hơn trong những cái mùa đông cũng như là mùa hè thì nó cũng sẽ thoáng mát hơn. Anh em trả cửa bây giờ mới được chuyến thứ hai đây. Anh em thì cũng tiết kiệm chi phí nên tự chở xe máy từ bên tận bên Ngọc Chiến sang đây 50 cây số. 60 cây ấy nhỉ? 70 cây. Hôm nay thì các anh bảo là cố gắng là sẽ lắp xong 4 cái cửa ở phía trước này. Ngày mai mới làm tiếp được. Ngày mai thì làm một cái cửa sổ. Vâng. Hôm nay là làm 4 cái cửa chính ạ. Vâng. Nào em này bị lạc à? Không. Tưởng bị lạc thế bảo lạc phải đi tìm. Hôm nọ lên đây làm mái rồi đúng không? Lạc rồi. À ừ, thế thì làm sao mà lạc đường được? Đi đường thì được. Đường dưới này cầu treo này đi không được. Không, quẹt nó này. Quẹt cầu gì? Cầu bé quá lắm. Cầu á bé. À, đường trên kia chỗ thủ điện thì cầu nó to nhưng mà đường lên trên tí lại đường lại cầu lại bé nữa. Lại đủ vượt tầm này đi. Vượt tầm luôn à? Vâng. Thế là đi là cũng chuyến đầu tiên em đi cái đường đấy đúng không? Vâng. Thật ra đường đấy anh cũng chưa đi chuyến nào đâu. Toàn đi đường bên này đây. Lần đầu tiên lên ấy, đi đường tít trên kia. Đây là bác thợ cả của mái đây à? Vâng vâng. Em vừa lên. Thế cố gắng là hôm nay làm lắp cho em mấy cái cửa trước này. Vâng. Cho nó ổn ổn đi vì em cũng lên đây mấy hôm rồi, để cho xong ngày mai các bác nào hoàn thiện lốt cho em. Là cơ bản là xong, có thể bàn giao công trình được rồi. Sáng nay thì các anh thợ xây đã quay trở lại và đã chát các cái mạch này rồi. Lát nữa nó chùi quét đi một chút nữa là đẹp luôn. Tường thì hai hôm trước sơn xong rồi. Những cái chỗ mà nó còn đen đen kia là do tường nó chưa được khô lắm các bạn ạ, nên là nó vẫn bị đen một chút. Thì cái sơn vẫn còn thì chắc là để lúc nào sau này đi qua lại đây nếu mà nó chỗ nào nó chưa ổn thì quét nó lại một chút nữa là được. Lát nữa thì các anh ấy sẽ sửa những cái chỗ cái cột và cái phía bên trên cái vì kèo kia như hôm trước mình đã nói ấy, để cho nó đẹp hơn. Làm cho các cháu mầm non nên là các cô giáo mầm non là kiểu gì là nó cũng cứ phải đẹp. Nó đã chắc nó khỏe rồi nhưng mà nó lại còn phải đẹp nữa cơ. Mà cái chứng minh thư nhân dân của bác thợ mái này thế nào mà lại lâu thế mà chưa đi đổi à? Cô hiệu trưởng cô ấy sợ cái đấy không có giá trị.
từ hai cấp cấp từ 206 à? Chứng minh thư là nó cho 15 hay 25? 25. 15 năm. Đấy thì chủ yếu là để cho vào cái hợp đồng để lấy cái thông tin có vấn đề gì, nó có trong quá trình sử dụng nó có bị lỗi lẽ gì thì các bác cũng phải bảo hành cho nhà trường đấy. Vâng, vì làm cái công trình này thì là anh em là phải có trách nhiệm. Vâng. À thế ạ. Vâng. À thế ạ. Vâng vâng. Đấy, ví dụ như là bão gió thì mái miếc nó có vấn đề gì thì là nhờ các bác sang các bác chỉnh sửa cho tí, nếu mà nó lỗi nặng quá thì mình ấy, còn nó bình thường thì còn trên đây cái nhà bên này họ làm sử dụng được 25 ngoài sao cứ... trên này chắc là nó bão, nó không bão to nhưng thi thoảng nó có lốc xoáy là cũng nguy hiểm. Đúng luồng. Vâng, nó đúng luồng thì nhà trên mình nhà làm lên nhau rồi, lốp rồi, hết rồi, thả mái rồi. Trên này, lúc nào có gió to thì sợ. Uống chung ba năm thế này. Em tưởng nay bác San chỉ cần hai thợ sang là đủ làm rồi. Không thích ngủ ở đây đấy. Không thích ngủ ở đây nữa. Là sao làm gì luôn? Chán ngủ đây lắm rồi à. Cái này khả năng tí anh em đi làm mấy gói mì tôm về nấu thôi nhỉ. Ăn tạm để làm cho nó xong rồi rút quân chứ. Làm cái này thì nhanh thôi, dĩ nhiên. Chỉ sửa lại cho em mấy cái đầu cột cái thứ kia cho nó ấy thôi. Đi đây đi học, hôm trước em đi mượn một thang đi ông trên cô giáo. Vâng, anh là qua kia chở đào về có bị ngã không? Không. Không ngã. Vâng, bình thường. Anh à, sếp em bảo là hôm nay đi họp ở trên huyện không lên được nên là gửi hợp đồng ra em, bây giờ anh vào xem hộ em xem còn sửa cái gì thì sửa xong trên máy tính cái gì. Vâng. Ở đây có in được ra không? À, sửa sao là cô giáo kia về cho con bú ở nhà bảo cô in luôn. Ờ rồi, okay, đi anh sang này. Nào bác thợ xây, bác thợ cửa kích thước có khớp với nhau không? Đắc mà. Đây vẫn phải chém đi một tí kia nữa. Trong viết không có dao không? Mày quá. Đây các bác sẽ đắp lại những cái góc cột này. Đắp xong thì cái nó chưa sơn ngược ngay thì cái sơn của mình còn thừa thì mình cứ để đấy, lúc nào các cô giáo hay thầy giáo quét cái tí đấy cũng được mà. Cái chỗ này là mấy ông thợ mái là phải đền tiền công cho mấy ông thợ xây mới phải đấy. Cái cảnh này có thằng thề này. Bên trong nữa. Thằng ăn tạp thế đâu rồi. Sốt này. Ở phía bên trong bên này này, phía giữa ấy, cột ấy. Đây. Đấy, bên này, bên này này. Vâng, đang thêm. Ba mẹ thông qua.
đẩy. Mình hay cảm thấy. Ra thì mình bắt đầu làm. Tại dù vợ ông vay làm cho nó tình. Đợi nó khô vết sơn rồi là đẹp lại đẹp luôn. Vào đây. Có bốn cái góc cột cần phải sửa lại, các bác ấy sẽ làm lại cho nó cẩn thận hết. Với lại cái chỗ đầu hồ này nữa. Ồ, sắt đồ, tay sắt đồ. Từ từ nhé. Nhà vệ sinh hôm nay cũng đã quét sơn hết rồi, sáng hẳn lên rồi. Bác thợ cả thợ cửa đấy tên là gì nhỉ? Định. Định nhỉ? Giờ gần Tết có nhiều công trình không? Nhiều dân. Vâng. Thợ tính là thợ nhôm kính cái thứ này là việc cái giáp Tết này là nhiều mà nó việc có đều hơn. Cuối năm họ chỉnh trang nhiều. Trên này thì yếu là nhà vệ sinh, nhà tắm. Nhà vệ sinh, nhà tắm. Bình thường hàng ngày thì dùng vải với lại bao để che cửa. Nhưng mà đến Tết là phải lắp cái cửa cho nó đàng hoàng. Lắp cái cửa chính thì thường nó vẫn dễ hơn. Cái khung của nó không bị bó cái chân. Em thấy trước thợ của em lắp cửa sổ mài cái cửa mất bao nhiêu là công mới lắp được cái khung vào. Để cho anh em làm, mình đi lốm mì tôm với anh Trơ. Hôm nay mấy anh em là sẽ ăn mì tôm với lại lòng lợn, ăn tạm buổi trưa thôi, rồi các anh cũng làm cố cho nó xong rồi các anh ấy về, mình cũng sẽ đi xuống dưới cái lộ. Vài ngày nữa bàn giao thì sẽ quay lên ghi hình cho các bạn xem. Đây, em mua được cân 2 nòng lợn bản rất là ngon. À, nhưng mà thớt đâu nhỉ, để anh thái ra nhỉ. Hôm nọ em lên mồ dề này được ăn thịt chuột anh chưa ạ? Thế à? Ông bán một cân 200. À, đây là mua lại của dân là cái thịt chuột khô đấy hả? Đúng rồi, trong của cô thí cũng không ai chuột. Thế là bà thí cũng mang lên bạn hai bà ăn đi. Thế hai bà thí để trên đây ăn hộ, nó mua được 4 con sao ấy. Thế à? Hôm nào có khô mua cho em 1 in. Mua em ít, thi thoảng mang xuống dưới cái lộ có anh em làm tí đồ rừng hay đấy. Có ăn ngon hàng xa đấy thôi. Vâng. Có ăn ngon. Ê, thịt chuột khô ấy thì về mình chỉ việc thái ra xong là mình xào thôi anh nhỉ? Đúng rồi, thái xong xào thôi. Xào gừng là xong rồi đúng không? Và cái đấy thì nó khô rồi mình về mình bỏ tủ lạnh thoải mái thôi nhỉ? Nếu nhà có các bếp thì cho các bếp. Nếu mà có bếp thì cho bếp thì có hơn. Nhưng mà bếp thì có thể mua này thôi, mua kia thì nó bị hơn rồi. Quý, món lòng lợn, nấu mì tôm của mình đây. Hôm nay sẽ có món mì tôm ở trên bản này. Các bạn có tin là món này ngon nhất trên đời không?
Đây mì tôm đây rồi. À được đấy nhỉ, làm cây cải thảo nữa. Biên chế là mỗi anh em thợ xây ăn hai gói mì, còn riêng mình chỉ ăn một gói nữa. Lồi mì siêu ngon. Hình như hơi nhiều nước quá ấy dạo. Nhiều nước quá tí, tha hồ một húp. Thế mà đã 1:30 rồi, gần 1:30 đấy em ạ. Nhanh thật. Tí thế thợ xây xong cứ về trước à? Xong về trước thôi. Kệ kệ thợ kính thôi à? Lòng cho luôn được rồi ấy nhỉ? Cho kệ cho luôn rồi cho nó ra mỡ cho nó ngon. Ôi. Ngon lắm anh San ạ. 1:30 rồi bây giờ ai bảo không ngon mới lạ. Đổ đổ ra cái này mà. Ta thấy con dao trắng trắng ấy không nhỉ? Có một con dao nhọn cầm ở đây thôi mà. Cái lồi này ngang cái lồi thắng cố ở chợ Bắc Hà rồi. Thắng cố lòng ấy. Thắng cố ấy rồi. Sao kiếm được cái gì nhúng ở quanh bếp này luôn. Cải thảo nữa, cái này nó cũng như cải này nhanh dừ thôi nhỉ. Cái cải này nhanh, nhanh nhúng vào nè. Lấy rượu mình kia nó uống luôn về rồi. Em rượu ngon đấy. Tí em còn phải đi xe xuống uống rượu em rượu thì thôi. Đây rượu của nhà ở dưới kia. Đúng rồi. Em vừa đi ấy đây vừa đi hỏi em hỏi trước nấu cho mà. Cho mấy gói rồi em? Mấy gói súp rồi? 2 4 5. 5 đủ mặn chưa nhỉ? Tí nhạt cho thêm. Ừ. Súp cho xong. Nhìn nó cũng thấy hấp dẫn rồi đấy. Mười mấy ngày mà chưa nấu. Này tí khi mấy em ngồi quanh đây luôn thôi. Lâu thì nó mới ngon. Ừ, càng lâu càng ngon. À đậy đậy vung em ơi cho nhanh. Nó hỏi chuẩn bị về chưa mà về chắc tí không kịp. Xong được một đôi cửa rồi. Chuẩn bị đôi thứ hai. Các bác chuẩn bị nghỉ tay ăn cơm chiều nhá. Ăn mì tôm thôi. Đây, có viên gạch này là làm chưa cứng thì mọi người đã đi nó bị bồng bềnh ấy. Anh thợ cũng sẽ sửa lại luôn cho nó chắc chắn. Trong này thì bác thợ xây bác cũng sửa xong hai cái cột ở cái phòng bên này rồi. Chuẩn bị sang ăn thôi nha anh San nhá. Ngon quá. Thắng cố đây. Thắng cố. Thắng cố phiên bản tiết kiệm. Một alo có 80.000 tiền nòng với lại khoảng 70.000 tiền mì tôm, 10.000 cây rau nữa. Lồi thắng cố cực ngon rồi. Rồi, bát rồi ăn. Các anh ơi, ăn thôi. Ngồi quanh bếp cũng được, nhưng mà không uống rượu khó nhỉ. Xem nào, vừa chưa? Nghỉ Tết thôi ạ. Giờ ai đi làm nữa đâu. Bóc mì cho vào đây. Đi cũng kịp rồi, còn 15 ngày thôi mà. Hai tuần, đúng 2 tuần thôi. Vẫn phải cho thêm súp đây anh ạ. Cho thêm một gói nữa. Cũng cho thêm vài gói nữa anh ạ. Hôm nay mới gọi là tạm có đủ đại diện cả thợ mái, thợ cửa lẫn thợ xây. Có cả người làm trứng a chơ nữa.
Mà lại ăn mì tôm không thôi. Thôi rồi anh em chắc là bê bắc đồi ra ngoài thôi nhỉ. Bắc luôn ra ngoài sân đi. Bê luôn ra kia. Bê được không Việt Anh? Ôi hỏi, cái gì cũng về được. Quang Anh nhé nhỉ. Việt Anh. Ngon chưa, ngon chưa? Lời thắng cố chỉ giá chưa đến 200.000 thôi. Quang Anh lấy ra bát cho mọi người. Sống sống càng ngon, tí ra chân nước mà. Muộn đấy. Đợt muốn về Ngọc Chiến thì phải tác phong nhanh lên. Anh là 70 cây. Huyện lên đây là 20 cây rồi. Từ huyện đây 20 cây. Sang ngã ba kim 22 cây. Ngã ba kim đi Ngọc Chiến là 20 mấy cây. Đủ bát chưa? Ôi, không vặn nổi à? 1, 2, 3, 4. Đủ rồi, lại có con tay. Xa hơn mình khoảng 25 cây. Xa hơn 20 cây đấy. Ăn lòng thế. Ngon đấy. Ăn lòng thế. Ăn thật chứ. Cứ làm hai chén này thổi không lên đâu. Lên đấy. Cầm chén này. Cầm bát đi. Lấy mì tôm, đã xong rồi cầm chén. Bát đây. Ôi giời, cải thảo nữa này. Ôi giời ơi, chưa bao giờ ăn mì ngon như hôm nay. Mì lòng ấy. Mì lòng lợn bản đấy. Thắng cố ngựa. Đang bảo Quang Anh là thắng cố phiên bản tiết kiệm. Việt Anh cho anh mượn cái muôi. Được nguyên cả đoạn khấu đuôi của con lợn luôn. Đấy mới ngon. Làm canh em. Thôi rồi anh em lưng ly nhỉ, làm một ly nào. Công trình này là hoàn thành được đến 99% rồi. Ngày mai còn việc của bác thợ cửa nữa thôi. Đâu bác thợ xây đâu, làm bác thợ cả thợ xây đâu. Sao đâu, làm đi nào. Bây giờ ơi. Uống chung. Ok, đấy mọi người không có chén thì uống chung bát đấy nhá. Ok nhá. Rất thầy. Bắt tay bác Định cái nhỉ. Hôm nay mới được gặp bác đấy. Thấy chưa? Vâng. Anh em mà sắp phải chia tay nhau rồi đấy. Em đang bảo anh San là hôm nào xong thì tổ chức một chương trình gặp nhau ở bên Múng Trái. Anh em dừng nhé. Bây giờ thì đang bận quá mới nỗi chưa xong hẳn. Thì hôm đấy mời các bác sang Múng Trái. Đấy về đủ cả thợ cửa thợ mái. Anh em làm trên công trình gần tháng thì cũng vất vả rồi. Lên trên này thiếu thốn mọi cái. Thì hôm đấy anh em mình ngồi với nhau một bữa cho đàng hoàng. Thì hôm cô nào nữa để bắt tay các cô. Thì hôm nào em thông báo sau nhá. Thôi mời anh. Ngon quá. Ngon quá nhỉ. Này còn thiếu vị chua chua thôi. Ớt. Đúng rồi. Không có ớt à, không ngon. Trên này cô giáo không trồng ớt. Ngon hơn phở. Ngon hơn phở. Bát phở 30.000 giờ làm sao mà đổi được bát này. Đặt chưa? Nhiều mì lắm nhá. Nhiều đấy. Ăn đi. Ừ, vẫn còn bóc hết chưa? Bóc hết rồi. Chỗ này ăn thoải mái. Em bảo rồi biên chế các bác thợ là ăn 2 gói. Còn em ăn 1 gói. Mì tôm thì em chỉ ăn được 1 gói. Là phải một tiểu đoàn đấy. Còn anh sáng đi.
xe ông Hoan lên đây, ba anh em ngủ lên. Anh Sáng mua con thằng đen 2,4 cân. Không được ra sơn. Ba thằng uống say không được, không thằng nào ăn cơm luôn. Trên này cũng kiếm được gà đen chuẩn rồi anh, kiếm được không? Quán cơm không. Có nhiều say rượu. Nhiều. Mua một con gà 2,4 cân, ba người thôi, con gà đen. Nó phải đen tất tật cơ. Ừ, đen cả xương luôn. Ừ. Đen như hôm trước cơ. Anh mua ở nhà ai đấy? Mua ở bên kia nhà bên kia. Nhiều mà. Ở đây nhiều gà đen lắm. Phải bán 100 mấy? 150. 150 à? Đấy là đều rẻ hơn. Hôm trước mua này 130. Nhưng mà không phải gà đen. Gà bình thường. Gà bình thường. Em đang bị nuôi gà đen dính cái lộ rồi. Biết nuôi được không? Em có trang trại nuôi. Anh sẽ nuôi thoải mái. Thôi em làm chén này thôi. Còn hành trình còn từ đây về cái lộ nữa cơ. Làm hai chén này nó thổi không lên đâu. Đi, trước đi. Đúng rồi. Hôm nay nó không làm đâu, nó rét đấy. Có hai bác lái xe thì thôi, còn anh em không lái xe thì thôi uống hết cái bát này đi. Uống đi. Ai không lái xe? Cái chỗ sơn này, cạo kẹo hết à? Những cái nhỏ nhất này. Những cái đấy các bác cạo, cố gắng cạo cho em. Còn nó còn sót cái vết nào thì mấy nữa các cô giáo giúp cho một buổi vệ sinh nữa. Hôm qua cô Tâm bảo thế thì các thầy cô sẽ vệ sinh giúp cho một buổi nữa. Còn bây giờ các anh cố gắng làm hết những cái, cạo hết những cái vết sơn lớn đi cho em. Anh em tranh thủ ăn nhanh và bắt đầu vào công việc buổi chiều luôn. Công việc của các bác thợ xây thì cơ bản là xong rồi, sửa mấy cái chỗ mấy cái vết xấu xấu nhanh thôi. Đây còn cái chỗ chỗ vỉ ruồi này thì chát lại những cái chỗ vết nó sứt và để đảm bảo cho cái công trình nó phải có tính thẩm mỹ nữa, nên là những cái chỗ nào chưa được là yêu cầu các anh ấy làm lại cho nó cẩn thận. Các con chuẩn bị đi vào giờ học buổi chiều ấy. Cái video của mình cũng sẽ dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở cái những cái video tiếp theo, đặc biệt là cái video khánh thành, bàn giao cái công trình này cho thầy và trò của điểm trường Cầu Dề Seng nhé. Chào tất cả các bạn.